Hai tuần vừa qua, chúng ta đã nghe về hai lời dự ngôn của tiên tri Mê-chi và Ê-sai. Thì hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời dự ngôn thứ ba của một nhà tiên tri khác nữa. Ông này tên là Jeremy. Cả ba người này đều là tiên tri cho vương quốc Giu-đa. Trong khi Mê-chi và Ê-sai chứng kiến sự tàn phá của vương quốc phía Bắc là Israel, thì Jeremy chứng kiến sự tàn phá của vương quốc Giu-đa sau này. Khi Assyria chiếm đóng Israel vào khoảng 700 năm trước Chúa Giê-xu, thì họ dọn hết tất cả những người ở vương quốc Israel đi về xứ sở của họ, đưa người những xứ khác về Samaria để sinh sống ở đó. Khi Nebuchadnezzar vua Babylon chiếm Juda, thì những người dân Juda cũng bị đưa đi lưu đày. Chúng ta thấy là trong tất cả những nhà tiên tri của Đức Chúa Trời vào thời Cựu Ước, thì có lẽ Jeremy là người mà chúng ta có thể biết rõ được hơn hết tất cả các nhà tiên tri khác. Tại vì trong sách Jeremy, ông và người thư ký Baruch viết cuốn sách đó cho ông, nêu rất là nhiều chi tiết về Jeremy ở trong cuốn sách đó. Từ khi ông Jeremy được Chúa kêu gọi làm tiên tri của Ngài, cho đến lúc Jeremy bị bắt, bị tù đày ở bên Ai Cập. Trong đó cũng có nói rõ về quê quán của Jeremy, về dòng họ, về Jeremy và tất cả những giai đoạn mà Jeremy làm tiên tri cho Chúa như thế nào. Thì cuốn sách Jeremy có tất cả 52 đoạn. 45 đoạn đầu tiên là những lời tiên tri của Đức Chúa Trời qua ông Jeremy nói về xứ Giu-đa, về vương quốc Giu-đa. Rồi 6 chương kế tiếp, lần cuối, là những lời tiên tri cho tất cả các dân ngoại, dân chung quanh, kể cả người Babylon nữa. Và chương cuối cùng 52 thì kể lại việc thành Jerusalem bị thất thổ và đền thờ bị phá hủy như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu, học hỏi về lời tiên tri trong Jeremy, chúng ta sẽ thấy rõ được sự kêu gọi rõ rệt của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài như thế nào, mặc dù trong lúc dân sự của Chúa gặp những hoạn nạn, nhưng mà Chúa luôn luôn thương yêu dân của Chúa. Ngài luôn luôn gìn giữ lại cho Ngài một số người còn sót lại, và Chúa sẽ ban ơn phước cho họ, gìn giữ họ cho đến phút cuối cùng. Trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về những câu kinh thánh chúng ta đọc ngày hôm nay, kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên, cùng tôi cầu nguyện, và chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì chúng con có được lời của Ngài. Chúng con có được lời tiên tri của Chúa được ghi chép lại cho chúng con, để chúng con thấy rõ được ý muốn của Ngài như thế nào. Chúng con thấy rõ được sự thành tín của Chúa ra sao, và chúng con biết được con đường chúng con phải theo dài ngắn như thế nào. Xin Chúa thông viếng các anh chị em chúng con giờ này đây, để khi chúng con học hỏi về những lời tiên tri về những người hướng dẫn dân sự của Chúa, và lời hứa sẽ ban cho dân sự của Ngài vị vua đời đời, áp dụng cho đời sống của chúng con như thế nào. Chúa thăm viếng chúng con và ban ơn phước cho chúng con giờ này đây. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý ba anh chị em cùng ngồi xuống. Nếu quý vị đọc kinh thánh nhiều, nếu quý vị rình rời áp về lịch sử Do Thái, thì sẽ thấy rằng dân tộc này trải qua rất là nhiều cuộc thăng trầm. Có những lúc họ được thanh thông,
làm chuyện gì cũng thành công và được sự bình an, được Chúa ban phước, nhưng mà cũng có những lúc họ gặp khó khăn, họ gặp bắt bớ và họ bị những dân ngoại đô hộ cai trị. Trong tất cả những cuốn sách ở trong Cựu Ước thì chúng ta có tất cả 7 cuốn sách về lịch sử. Trong đó có sách Các Quan Xét, có 2 cuốn sách về Samuel 1 và 2, có 2 cuốn sách về Các Vua 1 và 2 và 2 cuốn sách về Sử Ký 1 và 2. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà cái đến đang đọc những cuốn sách đó thì sẽ thấy rõ lịch sử về sự lập quốc của Do Thái như thế nào. Và trong đó sẽ trình bày rõ ràng về Đức Chúa Trời ra làm sao và sự giao ước của Ngài với dân sự của Chúa như thế nào. Tất cả các sách ghi chép từ Các Quan Xét cho đến thời đại cuối cùng của nhà Giuđa, khi mà dân Chúa bị Babylon bắt đi làm lưu đày, nêu ra cho chúng ta thấy rằng mỗi một khi dân Chúa trung tín với lại luật pháp của Ngài, nghe theo lời của Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời không mà thôi, thì họ được Chúa ban phước. Nhưng mà mỗi một khi mà họ đi xa lìa lời của Chúa, một khi mà họ thờ phượng các thần khác, không có thờ phượng Đức Chúa Trời, hay là có cái họ vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng các thần khác, họ gặp những khó khăn hoạn nạn. Lúc đó, dân sự bị nguy vong, quốc gia bị đánh phá, bị giặc giã, thì chúng ta thấy rằng hầu như là vận mệnh quốc gia nằm trong tay những người lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo của dân sự Chúa thì gồm vua của các triều đại và những nhà tiên tri làm cố vấn cho vua, hay là những người mang lời của Đức Chúa Trời đến cho vua để vua biết cách cai trị dân sự như thế nào. Khi mà vua Giuđa được trợ giúp bởi những nhà tiên tri trung tín với Chúa, dùng tín thực lời của Đức Chúa Trời để mà chia sẻ lại cho họ, thì quốc gia được thịnh vượng, tại vì vua quan làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà vua nghe theo lời của các tiên tri giả, của những người không có nhận lời của Đức Chúa Trời mà tự nhận mình làm tiên tri, hay là những tiên tri của các thần khác, các thần ngoại bang, thì lúc đó quốc gia bị loạn lạc và bị suy đồi, xứ sở bị chiếm đóng và dân sự bị lầm than khổ cực. Một trong những vị vua mà trung tín với Đức Chúa Trời là vua Josiah. Josiah lên ngôi vua lúc mới có 8 tuổi, còn là một em nhỏ, mới có 8 tuổi. Rồi mình đọc ở trong sách Các Vua thứ 2, đoạn 22 câu 2, thì nói như thế này: người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là mặc dù lên làm vua lúc 8 tuổi, cũng đã bắt đầu làm những điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo chọn con đường của David tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Và đó là lời nói về vua Josiah, tức là đi theo trọn vẹn con đường và tổ phụ của Josiah, tức là vua David đã đặt ra, đi theo con đường của Chúa đã vạch ra, không quay qua bên tả, không quay qua bên hữu, mà chỉ có con đường chính trực mà đi mà thôi. Thế vào năm thứ 18, khi mà Josiah cho dọn dẹp đền thờ Jerusalem, thì ông thầy tế lễ hên kia tìm ra được quyển sách mà ghi chép lại, đó là quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi mà sau này chúng ta tìm hiểu kỹ lưỡng thì đó là cuốn sách phục truyền luật lệ ký, quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời ghi chép về luật pháp của Chúa cho dân sự phải làm theo. Và khi mà thầy tế lễ hên kia tìm được quyển sách đó thì rất là vui mừng đem đến cho vua Josiah đọc. Và nhà vua rất là vui mừng có được cuốn sách của luật pháp của Đức Chúa Trời mà đọc mà làm theo. Cho nên vua thấy rằng tổ phụ của mình
đã từng làm nhiều điều sai lạc và vua ăn năn tội lỗi và vua dạy dỗ ra lệnh cho dân chúng cũng phải biết ăn năn tội lỗi của mình. Và khi mà vua quan dân biết tội lỗi của mình và ăn năn những điều sai quấy của mình thì Đức Chúa Trời ban phúc. Và suốt 231 năm làm vua, Giô-sê-a đưa vương quốc Giu-đa đến một chỗ hưng thịnh. Chỉ có một điều rằng là đến năm thứ lúc 39 tuổi thì Giô-sê-a hòa đồng với lại Assyria và đánh nhau với Ai Cập và bị vua Ai Cập giết chết. Trở về ông Jeremy thì mình thấy như thế này: Đức Chúa Trời đặt ở trong môi miệng Jeremy những lời báo trước cho vua và dân Juda những việc gì sẽ xảy ra. Nếu mà quý vị nhớ lại những bài giảng tuần trước thì trong hai tuần trước tôi có nói về việc Đức Chúa Trời chọn nhỏ làm việc lớn, phải không? Trong đó tôi kể lại việc Đức Chúa Trời chọn thành làng Bethlehem là một ngôi làng nhỏ nhất trong hàng ngàn làng xứ Giu-đa để mà sinh ra đấng cứu thế. Trong đó tôi cũng có nói về Môi-se, nói về những người nhỏ nhất ở trong dân sự của Chúa và đã được Đức Chúa Trời dùng để mà cứu vớt dân của Ngài. Tôi có nói về vua David, tôi có nói về Simeon là những người đã được Chúa dùng để mà cứu vớt dân sự của Chúa. Lúc Jeremy được kêu gọi làm tiên tri thì lúc đó Jeremy cũng vẫn còn rất nhỏ, không có nói rõ là bao nhiêu tuổi, nhưng mà trong đó Jeremy viết câu trả lời khi mà Chúa kêu gọi ông mà ông trả lời Chúa. Thì ông viết, ông trả lời như thế này: ôi lạy Chúa, thật con chẳng biết nói chi vì con chỉ là con trẻ. Tức là khi mà còn con trẻ còn nhỏ mà đã được Chúa kêu gọi làm tiên tri của Ngài. Thành ra chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn luôn chọn những gì nhỏ bé để làm những việc lớn lao cho Chúa. Nhưng mà không những thế, lời tiên tri của Jeremy lại thường hay nghịch lại với lại vua quan đương cai trị. Nhất là lời tiên tri của Jeremy lại đi ngược lại niềm tin của hầu hết những người dân Juda thời đó. Jeremy không tự nói lời riêng của mình đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời đặt lời của Ngài vào môi miệng của Jeremy để mà nói tiên tri cho dân sự. Và những lời tiên tri đó nói lên rõ rệt là những người dân Juda vào thời đó đang không có sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế Chúa sẽ ban cho dân ngoại tới để mà hủy diệt thành Jerusalem. Và khi mà Jeremy nói lời tiên tri như vậy thì nhiều người không có vui lòng với ông Jeremy. Họ bắt Jeremy vào tù, họ đánh đập Jeremy, và cũng có những lúc họ bắt Jeremy đeo cái cúi để mà đi ra ngoài đường, và cuối cùng thì dẫn ông đi tù đầy ở bên Ai Cập. Chúng ta thấy trong sách Jeremy, đoạn Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay là đoạn thứ 23. Nếu mình đọc ngược lại đoạn 22, chúng ta sẽ thấy rõ về những lời tiên tri của Jeremy về các vua Juda, về thành Jerusalem sẽ bị tàn phá, tan hoang như thế nào. Trở lại cái đoạn Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay, đoạn thứ 23, thì bốn câu đầu của đoạn 23 là lời tiên tri về nguyên nhân tại sao Chúa lại để dân của Chúa phải chịu hoạn nạn như vậy. Chúng ta thấy dân Chúa là những người dân hiền lành, chỉ biết nghe theo lời của những vị lãnh tụ mà thôi. Dân Chúa giống như là bầy chiên, người trên chiên dẫn bầy chiên đi đâu thì dân Chúa đi theo đó. Những nhà lãnh đạo dân sự, những kẻ trên chiên đã không tuân phục lời của Đức Chúa Trời, đã không đưa dân Chúa đi theo đúng con đường của Đức Chúa Trời, cho nên làm cho bầy chiên của đồng cỏ của Đức Chúa Trời bị tan nát.
điểm quan trọng nhất trong lời tiên tri của Jeremy cho dân sự là Đức Chúa Trời giao truyền điều của Ngài cho dân sự biết rằng không bao giờ Chúa từ bỏ dân Chúa. Ngay cả trong những lúc chúng ta có những đời sống đầy rẫy những bất công, Chúa sẽ sinh ra cho dân sự của Chúa một dòng dõi ở trong nhà David, một vị lãnh đạo chân chính, một nhấn công mình để làm vua, để lấy con đường chính trực của Chúa mà đi theo, để biết cách khôn ngoan mà ăn ở, để làm theo sự chính trực công bình của thế gian. Ở trong câu số 6 lúc nãy chúng ta có nghe thì nói như thế này: đương đời vương đó Giu-đa sẽ được cứu, Israel sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh đấng ấy là Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta. Thì quý ông bà anh chị em thấy lời tiên tri ở trong câu số 6 đó là đã thực sự được ứng nghiệm vào khoảng chừng 500 mấy chục năm sau đó. Đó là lúc mà Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúa Giê-xu là trong dòng dõi của nhà David, và Chúa Giê-xu được giáng sinh ra trong một đêm đông lạnh lẽo ở trong một chuồng chiên của một quán trọ, và con trẻ đã được sinh ra. Khi con trẻ đã sinh ra thì ngay cả những người giống như là một đồng hay là những nhà thống thái ở nông phương cũng đến để chiêm ngưỡng con trẻ đó, và cũng đến để mà thờ phượng Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua sinh ra trong lúc đó. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu sinh ra trong nhà David không phải chỉ để cứu người Giu-đa không mà thôi. Câu số 6 đó nói rằng là không những người Giu-đa mà cả người Israel cũng được cứu. Câu đó cho chúng ta thấy được rằng là không phải chỉ có người Giu-đa, chỉ có người Israel, mà ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng được Chúa cứu. Chúa Giê-xu đó sẽ làm vua của tất cả mọi người tin theo Ngài làm cứu Chúa. Ngài sẽ làm vua của tất cả mọi cơ đốc nhân và mang sự cứu chuộc đến cho tất cả mọi người. Mình thấy nhánh công bình nơi nhà David đã nảy mầm vào khoảng 600 năm sau lời dự ngôn của Jeremy. Trong một đêm đông lạnh lẽo trong thành Jerusalem, người nữ đồng trinh Mary đã đưa đấng cứu thế vào đời. Luca đoạn thứ 2 câu 21 ghi lại rằng 8 ngày sau khi con trẻ sinh ra thì Mary đưa con trẻ đó lên đền thờ Jerusalem, và người ta đặt tên cho con trẻ đó là Giê-xu. Mình biết được rằng con trẻ sinh ra đêm đó trở thành Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu này chính là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu mang sự công bằng đến cho loài người. Ngài mang sự công bằng đến thế gian bằng những lời dạy dỗ, những lời dạy dỗ vô tiền khoáng học. Ngài dạy dỗ chúng ta hai điều quan trọng, đó là kính Chúa và yêu người. Hai điều quan trọng. Chúng ta đọc rất là nhiều lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ghi nhớ trong lòng chúng ta được hai điều: thứ nhất là kính Chúa, thứ hai là yêu người, là chúng ta hiểu rõ được tất cả những ý muốn dạy dỗ của Chúa Giê-xu cho chúng ta như thế nào. Khi mà loài người biết kính sợ Chúa, người ta sẽ tuân theo luật pháp của Chúa. Quý ông bà anh chị em thử suy nghĩ điều này một chút xíu xem sao. Khi mà có Chúa ở bên cạnh thì người ta mới chịu tuân theo lời của Chúa, phải vậy không? Hầu như là tất cả quý vị ở đây đều có bằng lái xe rồi, phải không? Đều đã từng lái xe rất là nhiều. Có bao giờ quý vị chạy quá vận tốc giới hạn không? Có chứ ha. Dạ. Từ nhà thôi đi đến nhà thờ, thì đi trên cái con đường 26 có một cái khúc đi ngang qua phi trường Sugarland đó, thì con đường rất là rộng, ít xe và vận tốc
giới hạn ở đó là 55 mai. Khi mà có những ngày tôi cố gắng chạy đúng vận tốc giới hạn, tôi chạy 55 mai một giờ, nhìn cái đồng hồ rõ ràng như vậy. Và người ta chạy qua mặt tôi bên trái bên phải ào ào. Có một hôm tôi cũng chạy theo họ, và chạy bao nhiêu tôi cũng chạy theo họ bấy nhiêu, có khi 60, 61, 62 rồi đó. Bỗng dưng đến một cái khúc thấy tất cả mọi cái xe bắt đầu chạy chậm lại. Tôi nhìn cái đồng hồ trên xe và tôi chạy đúng 55 mai một giờ. Và tôi biết ngay rằng chuyến đó có ông cảnh sát. Và quả đúng như vậy, chỉ một ít phút sau tôi chạy ngang qua đó và thấy có một người đang bị cảnh sát chặn lại cho ticket. Vì thế cho nên khi mà người ta nhìn thấy cảnh sát thì người ta bắt đầu chạy đúng luật pháp, luật đi đường. Họ chạy đúng vận tốc 55 mai một giờ. Họ chạy qua khỏi ông cảnh sát một chút và lại bắt đầu chạy nhanh trở lại. Người ta là như vậy. Nếu mà có người đứng dưới luật là đứng bên cạnh họ nhìn thấy thì họ nghe theo luật pháp. Còn nếu mà họ không có nhìn thấy người mà có thể mà phạt họ được là họ tự động họ làm theo lòng của họ. Người ta chạy theo đúng luật đấy là vì có người cảnh sát ở đó. Vắng bóng cảnh sát thì người ta bỏ luật đi đường mà sau lưng. Cho nên nếu mà người ta biết rằng có Chúa hiện diện ở bên cạnh người ta thì người ta sẽ nghe theo luật pháp của Chúa. Còn nếu mà người ta nghĩ rằng Chúa ở trên thiên đàng xa quá, cao quá thì có lẽ họ cũng sẽ để luật pháp của Chúa ở sau lưng. Đức Chúa Trời biết chúng ta như vậy. Không phải là Chúa không biết đâu, Chúa biết rõ như vậy. Chính vì thế Chúa mới ban Chúa Giêsu xuống làm người ở với chúng ta. Và Ngài có tên là Emmanuel. Emmanuel là Đức Chúa Trời cùng chúng ta. Và khi mà chúng ta có Chúa ở cùng thì giống như là những người tài xế có nhìn thấy ông cảnh sát đứng ở bên đường sẽ nghe theo luật pháp của Chúa, sẽ đi theo đúng đường. Chúng muốn có Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta nghe theo Ngài, chúng ta ngắm nhìn Ngài, chúng ta đụng chạm với Ngài và chúng ta biết rằng Chúa có thật và chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa và chúng ta có thể tuân theo luật pháp của Ngài. Chúa Giêsu hạ sinh được mang tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thành ra tên của Chúa Giêsu nói lên một sự thật rất là hiển nhiên là Chúa Giêsu ở cùng loài người chúng ta. Và khi mà chúng ta có Chúa ở cùng thì chúng ta sẽ làm sao? Luôn luôn thấy Chúa ở bên cạnh để luôn luôn tuân theo luật pháp của Chúa. Và khi mà chúng ta có Chúa luôn luôn ở bên cạnh, Chúa sẽ soi dẫn cho chúng ta biết con đường phải chúng ta đi theo. Chúng ta sẽ biết cách cư xử trước những bất công, trước những cảnh mà kẻ mạnh hà hiếp kẻ yếu, trước những lời lấn át của những người nhiều lời. Khi mà chúng ta không có biết nói gì, chúng ta phải im lặng. Trước những cảnh kẻ lợi dụng quyền lực để làm lợi cho chính cá nhân của mình và làm hại những người xung quanh. Mà không những là Chúa Giêsu có tên là Emmanuel, Ngài còn có tên là Đức Chúa Trời là sự công chính của chúng ta. Tức là phần cuối của câu số 6 lúc nãy chúng ta nghe, theo đúng như lời dự ngôn của Jeremy. Quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý vị thấy rằng mình bị thiệt thòi trong cách cư xử với những người khác không? Có khi nào quý vị thấy rằng là mình bị người khác lợi dụng không? Những lúc như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Ở trong lòng của quý vị có buồn giận người mà lừa dối quý vị hay là không? Quý vị có thắc mắc, có than thở, có nói rằng là tại sao Chúa không trả lời lời cầu xin của tôi hay là không?
những lúc như vậy, xin quý vị đừng buồn, xin quý vị đừng giận, đừng than thở, nhưng mà hãy nhớ tới tên của Chúa Giêsu, hãy nhớ tới Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời của sự công chính chúng ta. Và xin quý ông bà chị em hãy trông cậy Chúa sẽ đem sự công chính đó đến cho mình. Tất cả những thiệt thòi chúng ta phải chịu, tất cả những mất mát chúng ta phải chịu, tại vì bị người khác lợi dụng hay là bị lừa dối hay là gì đó, đều sẽ được Chúa đền bù cho chúng ta một cách xứng đáng. Ngài sẽ cho chúng ta được sự bình an mà thế gian không thể cho chúng ta được. Chúa Giêsu sẽ lập ra một thứ tự mới trong xã hội, trong cuộc sống. Xã hội này sẽ có một trật tự mới, và những xã hội nào có trật tự của Chúa ban cho thì sẽ là một xã hội đầy phước hạnh. Quý ông bà anh chị em quan sát tình hình thế giới ngày nay như sao? Những quốc gia nào, những xã hội nào mà thờ phượng Đức Chúa Trời thường có nhiều hạnh phúc, người dân ở đó thịnh vượng hơn người dân ở những xứ khác? Cứ để ý mà coi, coi tất cả mọi quốc gia trên thế giới, từ Âu Châu qua tới Phi Châu qua tới Á Châu, những quốc gia nào mà có nhiều người thờ phượng Đức Chúa Trời, quốc gia đó sẽ thịnh vượng, là những quốc gia thịnh vượng, giàu có, dư dật. Giống như là lời Đức Chúa Giêsu hứa, tại vì Chúa Giêsu hứa là Ngài đến để cho dân của Ngài có sự sống và sự sống dư dật. Và những người đó, những người sống ở trong xã hội đó có niềm tin nơi Chúa, có sự trông cậy vào tương lai. Người Giu-đa và trong thời Giê-rê-mi đã nghe lời dự ngôn của Giê-rê-mi về nhánh ở trong nhà David sẽ được sinh ra, mà vì thế cho nên họ có sự trông đợi, họ có lòng trông cậy, họ có niềm hy vọng vào tương lai. Cho nên với niềm hy vọng đó, họ gìn giữ được đức tin. Cho nên mặc dù rằng là khi mà Nebuchadnezzar bắt họ đi lưu đày, họ ở trong xứ Babylon 70 năm lưu đày, họ cũng vẫn giữ được đức tin của họ. Nếu mà họ không có những lời tiên tri, nếu họ không có sự trông cậy vào tương lai, họ sẽ tin theo các thần khác của xứ Babylon. Nhưng mà họ có lời tiên tri của Chúa, họ có Chúa ở trong lòng, và họ giữ được đức tin của họ. Và 70 năm sau, họ được trở về quê hương của họ để xây dựng lại xứ sở, để xây dựng lại thành thánh của họ, để xây dựng lại đền thờ thánh của họ. Và Đức Chúa Trời ban phước cho dân xứ của Chúa. Con dân của Chúa, chúng ta ngày nay không phải chờ đợi lâu như vậy, không phải chờ đợi như người Giu-đa như vậy. Tại vì chúng ta đã thấy được Chúa Giêsu đã đến thế gian vào khoảng 2000 năm trước, và còn hơn một tuần lễ nữa, khắp nơi trên thế giới sẽ đón mừng ngày kỷ niệm Con Trời Giáng Sinh, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thực hiện lời hứa của Ngài với nhân loại. Chúng ta thấy mừng công chính từ nhà David đã nảy ra cho dân sự, cho loài người khoảng 2000 năm trước, và sẽ ở cùng với lại loài người mãi mãi cho đến ngày tận thế. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu hạ sinh, chúng ta đã thấy Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta từ nay cho đến ngày tận chung. Nhánh của mình nơi nhà David là ánh sáng cho đời sống của chúng ta, là ánh sáng soi chiếu con đường cho chúng ta, để chúng ta thấy được ý công chính của Đức Chúa Trời như thế nào, để chúng ta làm theo. Khi mà biết được ý công chính của Chúa, mà nếu mà chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài, thì chúng ta sẽ có một sự sống đúng như là Chúa muốn chúng ta sống. Chúng ta sẽ sống ở trong sự công bằng, chúng ta sống ở trong sự chính trực, mặc dù xã hội mà chúng ta đang sinh sống rối loạn, mặc dù xã hội chúng ta đang sinh sống đầy sự bất công. Chúng ta không những kính Chúa mà chúng ta còn yêu người.
và với lòng yêu thương, và chính con Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra bằng cách hy sinh thân mạng của mình làm con sinh tế để chết thay cho tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có lòng yêu thương để bù đắp vào những bất công của xã hội, những tội lỗi của thế gian. Tại vì Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn dùng lời diễn ngôn của Jeremy để nhắc nhở tất cả chúng ta, tất cả quý ông bà chị em rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài hứa Ngài sẽ làm. Và thứ hai, Đức Chúa Trời luôn luôn thương yêu chúng ta và Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta. Chúa của sự công bình đang ngự trị trong lòng mỗi người con dân của Chúa. Chúa của sự công bình đó đang ngự trị trong mỗi một con dân của Ngài để chúng ta sống một cách xứng đáng theo như là lời Chúa dạy, để chúng ta bày tỏ sự công chính của Chúa cho đồng bào của chúng ta, cho những người xung quanh, và nhất là Chúa của sự công bình đó đang ngự trị trong mỗi một con dân Chúa để chúng ta có được sự hy vọng mạnh mẽ và tương lai vào lúc Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian để cất tất cả mọi bất công của cuộc sống đi. Cho nên mặc dù chúng ta còn đang sống ở trong những bất an, mặc dù chúng ta còn đang sống ở trong những lúc bị chèn ép, mặc dù chúng ta còn đang sống ở trong những bất công của xã hội, chúng ta cũng có niềm hy vọng ngày Chúa Giêsu trở lại, Chúa sẽ cất hết tất cả mọi điều đó. Cho nên một lần nữa xin tất cả quý bà dân đứng đây. Tôi xin thưa với quý ông bà chị em là giờ này tôi muốn tất cả chúng ta hãy nghĩ đến nhánh công bình nơi nhà David. Đang trong lúc quý vị đứng đó, quý vị suy nghĩ về những điều tôi vừa chia sẻ. Xin quý vị nghĩ về nhánh công bình ở nơi nhà David. Hãy nghĩ đến Chúa Giêsu giáng sinh để dâng lên cho Chúa, dâng lên cho Đức Chúa Trời con sinh tế tốt lành nhất cho tội lỗi của loài người chúng ta. Dâng lên cho Chúa, chúng ta nghĩ đến Chúa để dâng lên cho Chúa tất cả những bất công mà chúng ta đang phải đối diện, dâng lên cho Chúa những khổ cực trong đời sống của chúng ta, những thiệt thòi mà chúng ta đang phải chịu đựng, những thiếu thốn mà chúng ta đang từng trải, những gì chúng ta mong muốn mà chưa được Chúa đáp ứng, chưa được Chúa trả lời. Xin tất cả quý ông bà chị em hãy dâng lên cho Chúa tất cả những điều đó. Tôi tin chắc rằng Ngài sẽ bù đắp lại cho quý vị. Ở trong số quý ông bà chị em ở đây, có ai biết người thân nào của mình vẫn chưa thờ Chúa Giêsu làm cứu Chúa không? Nếu mà có, xin quý vị nhớ đến người đó trong giờ này đây. Xin quý vị cầu nguyện với Đức Chúa Trời quyền năng để xin Ngài kêu gọi người thân của mình làm con dân Chúa. Xin Ngài cảm động lòng họ để họ nghe được lời kêu gọi của Đức Chúa Trời mà mời Chúa vào lòng họ. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này kêu gọi tất cả quý vị ở đây, những ai chưa là tín đồ của Chúa Giêsu, xin hãy tin nhận Chúa làm cứu Chúa giờ này đây. Xin hãy tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình giờ này đây, ngày hôm nay, để quý vị được trở thành con dân của Chúa, để quý vị được trở thành anh chị em trong Chúa cho tất cả mọi người trong hội thánh xứ Gà Lèm. Nếu mà có ai muốn xưng nhận đức tin của mình, xin lên đây, đến lên đây bày tỏ đức tin của mình trước hội thánh, để tất cả chúng ta cùng vui mừng ca ngợi Chúa, ca ngợi sự thành tín của Ngài, ca ngợi tình yêu thương của Chúa. Xin hội thánh cùng tôi cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa có ban cho loài người chúng con một nhánh công chính, một nhánh chiến truyện từ dòng David, đó là Chúa Giêsu đã hy sinh làm con loài người 2000 năm trước. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu được hạ sinh để mà
làm con xin tế chết thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại, chết thay cho tất cả những ai đã tin Ngài, nhận Ngài làm cứu Chúa và thờ phượng Ngài làm Chúa của đời sống họ. Chúa cho con biết rằng những ai tin nhận Chúa thì được sự sống đời đời, những ai không tin nhận Chúa thì cơn đọa đày của tội lỗi của họ vẫn ngự trên đời sống của họ. Xin Chúa thúc giục tất cả những ai chưa biết đến Chúa trở nên con cái của Ngài, xin nhận đức tin của mình nơi Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Cho nên xin Chúa cũng nhắc nhở chúng con luôn luôn có một đời sống công chính theo như lời Chúa dạy, luôn luôn thấy có Chúa đứng bên cạnh để chúng con biết mà chúng con tuân theo luật pháp của Chúa mà làm theo những điều phải lẽ. Giống như chúng con chạy xe trên xa lộ, thấy người cảnh sát và biết chạy theo đúng luật pháp đi đường, để đời sống của chúng con bày tỏ rõ rệt là con dân của Chúa như thế nào, để những người chúng con chưa biết đến Chúa thấy được đời sống công chính của chúng con mà ca ngợi đời sống của chúng con, mà ca ngợi Chúa, mà thờ phượng Ngài làm cứu Chúa. Xin Chúa thăm viếng và thánh giờ này đây, cho con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Vinh danh Chúa Jesus Christ. Amen.